Thế giới đài vui mừng chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã trở lại kênh. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn yêu đài trên toàn quốc đã chờ đợi để lên video và sản phẩm mới ngày hôm nay. Trong sản phẩm mới ngày hôm nay em đưa lên kênh đó là hai chiếc đài Sony CFD 777. Nếu nói về dòng CFD 3 số 7 thì được đánh giá là ông hoàng của dòng Sony. Không phải bỗng dưng mà nó đánh giá được đánh giá như vậy, bởi vì sản phẩm này thì cho ra chất âm. Nếu về nói về dòng Sony, đây là sản phẩm đứng đầu trong tất cả các dòng Sony và cũng là dòng hết số trong dòng CFD. Nói về CFD 3 số 7 thì nó được sản xuất vào khoảng năm 1994. Và bản này thì chỉ có sản xuất ở Malaysia và xuất sang các thị trường châu Âu. Và con này bán ở thị trường Việt Nam nó rơi khoảng tầm 3.000 chiếc. Và con này tính ra từ năm 94, nghĩa là thời điểm sản xuất đến bây giờ đã trải qua mấy chục năm. Nhưng mà các bác nhìn thấy hình thức của những chiếc đài này thì còn rất là đẹp. Và có một cái điều đặc biệt hơn nữa là những chiếc đài này còn zin nguyên bản 100%, chưa tháo ốc ra. Nghĩa là chưa hề thay bất kỳ một linh kiện gì ở bên trong chiếc đài. Tại sao nói như thế? Bởi vì tất cả những cái tem dán niêm phong của nhà sản xuất ở phía dưới chiếc đài vẫn còn nguyên, chưa hề bóc ra. Vì thế nên em cam kết sản phẩm trên là sản phẩm zin nguyên bản 100%, chưa qua xử lý bất kỳ một chi tiết nào, kể cả dây cu loa và bánh đỉ. Bây giờ em sẽ tiến camera lại và em sẽ quay tổng thể của hai chiếc đài cho các bác. Nhưng trước khi quay thì em cũng xin giới thiệu như thế này. Chiếc ở phía dưới thì cái tem của nó là tem nguyên bản từ khi xuất xưởng. Thế còn cái chiếc phía trên này, tem này là tem em dán vào để cho chiếc đài nó được đẹp hơn. Vì thế nên là khi các bác xem thì có thể là các bác sẽ thắc mắc tại sao một chiếc tem, hai chiếc đài nó cùng giống nhau về hình thức, cùng giống nhau về mẫu mã, mà tại sao cái tem của nó lại khác nhau. Thì em giải thích như thế để các bác nào có thắc mắc thì hãy xem và để biết được cái sản phẩm nào nó, cái tem là nào là còn nguyên bản, tem nào là tem mới dán vào. Bây giờ em sẽ tiến camera lại và quay hình thức của chiếc đài cho các bác. Chiếc phía trên này, tất cả cái phần này zin hết 100%. Các bác nhìn chữ Sony được không? Cái chữ Sony này nó còn rất là mới. Nếu những chiếc mà đã sử dụng nhiều rồi thì những cái chữ này nó sẽ bay mất. Đấy. Và con đài này cũng dùng rất là ít, nhìn những cái nút của nó này chưa hề bay. Thì em chưa có đánh cọ lại nha, nếu đánh cọ lại thì nó rất là đẹp. Hàng về này thì là về 5 chiếc và có 3 chiếc, 3 bác đã là người may mắn sở hữu. Thì có 5 chiếc thì trong đó có 2 chiếc đã bóc tem rồi. Bởi vì nó không chạy nên là về phải thay dây cu loa. Vì thế là em đã tháo tem ra. Vì thế nó không còn là nguyên bản. Và các bác mua bây giờ thì đa số là phần là các bác mua đòi hỏi đài phải đẹp và nguyên bản. Bởi vì thực ra thì bây giờ giá trị sưu tầm nó cao là ở chỗ là phải nguyên bản, để sau khi các bác không chơi nữa, các bác muốn bán thì nó sẽ được giá. Và kể cả các bác mua hàng của em rồi, các bác chơi các bác không thích nữa, các bác muốn chuyển nhượng lại thì bên em cũng sẵn sàng nhận mua lại sản phẩm của mình bán ra. Nhưng mà chỉ là sản phẩm của bên em bán ra nhé. Đấy. Bởi vì khi bán ra thì em biết sản phẩm của em nó có zin hay không, hay không zin. Có nhiều bác cũng nói là tại sao lại chú không mua đài tôi bán, tôi đang dùng mà tôi mua người ta, bây giờ tôi không dùng nữa thì tôi bán lại, thì em cũng không biết đài các bác nó còn mức độ như thế nào vì không dám mua. Các bác nhìn cái đường viền vàng của nó này, rất là vàng nhé. Đấy. Con này thì nó có một khác biệt so với con CFS là có thêm cái viền này là một, và nó có thêm hai, có thêm cái nữa là cái chức năng đĩa. Về so sánh hình thức thì em đã từng so sánh hình thức ở một video trước cho các bác. Các bác nhìn này, cửa nó thì
mở ra rất là từ từ. Đấy. Bởi vì những chiếc đài mà zin nguyên bản thì thường mở ra nó cơ của nó còn nguyên thì nó chạy ra rất là từ từ. Đấy. Đấy. Các bác ấn vào nghe thì nó cạch cái, nó không như kia là xoạch phát. Đấy. Các nhìn chữ megabát nữa. Rất là mới. Em đang mở tính năng nhạc chờ. Guitar được phát ra từ chính chiếc đài mà phía dưới luôn. Để em các bác vừa nghe em giới thiệu sản phẩm vừa nghe đài. Đây chiếc này là tem, là tem zin 100% này, từ khi xuất xưởng này. Tem này thì nó có khác so với cái tem mới bọn em làm ra bây giờ. Con này cái điểm đặc điểm lớn nhất nó là nó được cái trang điểm một cái đèn vảy ở phía trên bên dưới cái đĩa, phần đĩa. Và sản phẩm này thì em cam kết với các bác là zin nguyên bản tuyệt đối, chưa sửa chữa bất kỳ một chi tiết nhỏ. Các bác nhìn phần đầu từ của nó này. Đấy, rất mới nhá. Đấy. Cửa này, cửa bên cửa số 2 này em đang chạy băng này. Cửa này, đang chạy băng cassette. Ấn vào nghe rất là nhẹ nhàng. Bác nào mà sở hữu được cái sản phẩm này thì phải nói thật sự là rất là đáng chúc mừng. Vì độ zin, độ nguyên bản của nó. Trong tuần vừa rồi thì em cũng nhận được ý kiến đóng góp của rất nhiều bác về cách thức phục vụ, rồi là cách thức quay sản phẩm. Làm sao cho thật đẹp, thật dễ, thật gần để tôi chúng tôi xem sản phẩm. Và cũng phải rất xin lỗi một bác khách hàng ở Quảng Nam, Đà Nẵng, là sản phẩm đã gửi đi bảo hành cho bác nhưng mà đến chậm quá. Bên vận chuyển lần này, dịch vụ vận chuyển làm có vẻ không được ok lắm. Hàng gửi đi thì vào Quảng Nam, Đà Nẵng thì lại gửi vào đến tận Sài Gòn, rồi lại phải lộn ra. Vì thế nên là thời gian mất rất nhiều. Rất mong bác khách hàng ở Quảng Nam hãy hết sức lượng thứ về cách phục vụ chưa được tốt. Tuần vừa rồi thì em có bán được 7 sản phẩm. Trong đó thì có đến 5 sản phẩm là Sony. Đấy. Em quay rất là cẩn thận và chi tiết. Tiện đây thì em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng của chiếc đài này luôn. Thứ nhất là về phần chiếc đài này thì em xin giới thiệu về cái phần núm nút của nó. Em xin hạ camera xuống và zoom thật gần. Giới thiệu cho các bác các phím nút chức năng của nó. Đây. Chiếc phía trên này. Thực ra cái phần chức năng của nó thì nó chỉ gói gọn ở trong khung của cái phần này thôi ạ. Vì thế nên em sẽ giới thiệu cho các bác gói gọn trong phần này. Các bác nhìn thấy cái nút bên phải này, hay còn gọi là nút tuning. Nút này là nút dò sóng. Đây. Khi mình vặn này đi thì là nó chạy đi trở lại này. Dò sóng cái đài phần radio. Nút kế tiếp đây, nó ghi nút ban. Nút này thì là nút mà chỉnh cái giải tần số của phần radio. Phía dưới cùng này là AM, phía trên này là FM. Còn phần kế tiếp đây là phần nó ghi là fret mode. Phần này là phần chỉnh các âm lượng ở các chế độ chơi khác nhau. Ví dụ như là chơi ở rất nhiều chế độ đây. Và phần kế tiếp của cái nút này là 5 nút chỉnh equalizer. Các bác có thể chơi bằng chế độ chỉnh bằng tay. Đấy. Bằng tay. Hoặc là mình điều chỉnh chế độ bằng theo ý thích của mình. Và nút ngoài cùng này là nút cân bằng loa. Nghĩa là các bác muốn cho loa bên phải hát thì loa bên phải hát, loa bên trái hát thì bên trái hát. Và nút cân bằng thì nếu muốn hát cả hai loa đều thì có để ở giữa này cho em. Đấy.
Tại sao em quay video em hay thường giới thiệu rất là chi tiết? Bởi vì mong các bác hết sức thông cảm này. Sản phẩm đài cassette này đa số là những bác cao tuổi mua là nhiều. Nên là nhiều lúc nhiều những bác vào xem kênh của em thì nói là giới thiệu nó rườm rà quá. Thứ hai là giới thiệu nó dài quá. Thực ra thì các bác cao tuổi thì đa số là về công nghệ thì có thì chưa xem và có thể là đã dùng những chiếc đài này rồi nhưng lâu không dùng. Vì thế nên là khi mà mua sản phẩm này thì em thường hay giới thiệu sản phẩm rất là chi tiết để cho khi các bác có mua được sản phẩm cũng như là các bác xem sản phẩm, các bác mường tượng ra những cái tính năng của nó để khi mà quá trình các bác sử dụng cũng như là các bác tham khảo thông tin nó được chi tiết. Vì thế nên là thường là video bên em giới thiệu là rất là chi tiết và khá là dài. Và nút kế tiếp bên này là nút function hay còn gọi là nút chức năng. Các bác để ở dưới nút ở dưới cùng này này thì là các bác nghe băng. Các bác muốn để nghe radio các bác gạt lên nấc trên này. Đấy, là nút radio. Các bác muốn chơi line in hoặc CD. Đây là nút line in. Line in thì các bác phải cắm vào một cái rắc vào đằng sau đài này của 3.5. Và nút trên cùng này là nút chơi CD. CD thì các bác muốn chơi CD các bác mở đĩa cho vào học này. Sau đó các bác đợi đĩa lại. Rồi sau đó đĩa nó tự chạy thì bác ấn play. Đây nút play thì còn dí vào play, dí cái thứ hai là tạm dừng. Đấy. Còn đây là tua đi tua lại. Đấy. Sau này thì nó có rất nhiều chế độ hẹn mình để mình chơi bài, chẳng hạn như là hẹn giờ rồi là các chế độ nghe, ấn nút play mode này. Đấy. Như vậy là cái phần giới thiệu chức năng của chiếc đài em đã giới thiệu gần như là cơ bản. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang phần test tính năng của từng chiếc đài một để cho các bác cùng theo dõi. Bây giờ em sẽ test phần đĩa trước nhá. Em sẽ test chiếc phần đĩa chiếc phía trên. Hôm qua em có giới thiệu về cái chiếc đĩa này một lần rồi. Chiếc đĩa này các bác có xem có nhìn có thể biết. Đây. Chiếc đĩa này thì nó rất là xước nhưng mà bản thân thả vào hai cái chiếc đài này thì nó đều chạy rất tốt. Còn chiếc phía dưới thì em đã thả sẵn đĩa đấy rồi. Bây giờ em sẽ test chiếc trên cùng này nhá. Lòng tôi khi chân người
xin chuyển sang cách ở phần cassette nhé. Cassette thì em để bằng sẵn đây rồi, bằng đây. Bởi vì trong thời đoạn lượng video nó không cho phép dài, em chỉ test trong vòng tầm một vài giây hoặc một hai phút thôi nhé. Chuyển sang cách cửa số 2 nhé. Bác nào lần đầu xem được kênh của Thế Giới Đài thì cho một like, một đăng ký kênh ủng hộ để tăng tương tác kênh của Thế Giới Đài, để không bỏ lỡ nhiều video bên em đăng tải. Em xin test cửa số 2 và chúc các bác xem video vui vẻ. Giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài thêm. Thôi, cho anh xin được nói câu tạ lỗi. Em xin dừng phần test tính năng cassette, chuyển sang phần test tính năng radio. Chồng nên có những cách gì chồng như vậy, tức là người chồng cần phải đi khám với vợ, dù vợ mình bị cái gì đi nữa, ngay khâu đó chuyện khó nói đó, cái gì đó nhưng cần phải chăm chứ. Thì mình nên người chồng nên tìm hiểu, người chồng nên đi theo vợ để chứng tỏ là mình san sẻ, mình chia sẻ vợ đủ thứ. Chính những cái yếu tố đó làm cho bà vợ cảm thấy là vui hơn. Đây là một giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được khán giả và chương trình gửi tặng. Vừa rồi là test phần kênh AM. Bây giờ em chuyển sang test phía dưới nhé. Em xin hạ phần camera và tiến camera nó sát ra một chút để các bác tiện theo dõi. Em xin test chiếc phía dưới thì em xin test phần CD trước nhé. Chưa có đĩa các bạn. Thôi em chuyển phần này sang phần test phần cassette là đi. Em trách chi em, duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau đừng thức là ai cùng đau. Thôi cố quên chuyện buồn vùi giữa ngày xưa.
xưa. Em đừng vì vào nhớ tình duyên kết sẽ do trời. Em xin chuyển sang cái test cửa số 1. Xin chuyển sang phần test tính năng radio trên này nhé. Vậy thì chị em cần đứng gần cửa ra. Có thể cho em lời khuyên được không ạ? Chào chị, thì trong câu hỏi của chị sau khi sinh bé thứ hai xong, âm đạo của chị rất là khô, nhưng không hiểu là năm nay chị bao nhiêu tuổi ạ? Và hiện giờ là bé thứ hai đã được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhưng cũng xin tư vấn thế này, ở người phụ nữ sau khi sinh mà còn trẻ tuổi, trước 30 tuổi, nguyên nhân mà khô hạn âm đạo có thể là do vấn đề nội tiết, thay đổi của mình sau sinh xong thì buồng trứng của mình không hoạt động, nó không tiết ra nội tiết tốt và gì đó dẫn đến là nó làm cho mình khô hạn âm đạo. Nhưng đó chỉ xảy ra thời gian ngắn thôi ạ, không có dài. Qua thời kỳ hậu sản đi, qua một tháng rưỡi tức là 6 tuần thời gian hậu sản xong thì bắt đầu cơ thể người phụ nữ sẽ hồi phục dần dần, cái hệ trục âm đạo tiết yên buồng trứng sẽ hồi phục dần dần. Nhưng nếu sau một tháng rưỡi 2 tháng rồi mà chị vẫn còn khô âm đạo thì có nghĩa chị không phải do vấn đề sau sinh mà thôi. Tôi nghĩ rằng nếu mà sau đó chị vẫn còn khô âm đạo thì có thể chị đã rơi vào một rối loạn của hệ tiền mãn kinh và mãn kinh. Dấu hiệu này nhiều khi xảy ra sớm lắm chị ạ. Sau 30 tuổi là đã có thể xảy ra rồi, đó là do hiện tượng cái hệ trục âm đạo tiết yên buồng trứng của mình nó bị suy giảm sớm, nó làm cho không có hoạt động tốt, tức là nó có những cái gọi là rối loạn và nó em xin kết thúc phần test cũng như là giới thiệu hai chiếc đài tại đây. Rất cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem và ủng hộ sản phẩm. Xin kính chúc toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe. Và em cũng không khai giá sản phẩm này, có mức giá là 7 triệu đồng. Em bao ship toàn quốc. Các bác mua hàng thì được tặng một cuốn băng, tặng một dây line in, tặng một đĩa CD để test các tính năng của chiếc đài và được bao ship toàn quốc. Bác nào ở khu vực Hà Nội thì có thể đến tận nơi để mua sản phẩm. Đến tận nơi thì bên em sẽ giảm giá, bởi vì khi không phải gửi hàng, không phải đóng gói hàng thì chi phí giảm giá sẽ tương ứng với 200.000 đồng. Em xin trân trọng cảm ơn toàn thể các bác. Xin kính chúc các bác xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Em xin trân trọng cảm ơn.